Vĩnh Yên, một thành phố trẻ trung, năng động và hiện đại. Vĩnh Yên, một vùng đất của rất nhiều những danh lam thắng cảnh nổi tiếng và những điểm tham quan du lịch hấp dẫn. Không chỉ vậy, Vĩnh Yên còn mang trong mình nhiều nét ẩm thực độc đáo, thú vị trong nước và nước ngoài. Ngày hôm nay, trước khi bắt đầu hành trình khám phá thành phố Vĩnh Yên xinh đẹp đáng sống này, hãy cùng với Thu Hiền khám phá đôi nét về ẩm thực Nhật Bản với một món ăn vô cùng hấp dẫn nhé. Chào tất cả quý vị khán giả, món ăn Nhật Bản thường nổi tiếng bậc nhất thế giới bởi sự cầu kỳ trong cách chế biến lẫn cách bày trí từng món ăn, và hương vị của món ăn Nhật thì thường nhẹ nhàng, thanh tao, phù hợp với không khí thiên nhiên của bốn mùa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với món cơm cuộn Take. Trước tiên, chúng ta sẽ phải chuẩn bị những nguyên liệu gì vậy anh Hoàng Diệu? Trước khi làm được cơm cuộn thì đầu tiên là yếu tố vệ sinh sạch sẽ. Tiếp theo, để làm được cây cơm cuộn Take thì thứ nhất chúng ta cần sử dụng những nguyên liệu, đó là cơm trộn giấm, tiếp theo là lá rong biển, dưa chuột, bơ quả và cá hồi. Phía bên trên sẽ là lươn và bơ. Ở đây thì nguyên liệu chủ yếu là cá hồi, thì tôi đã xử lý và phi lê sạch sẽ, cá được nhập tươi mới vừa về, cùng với là lươn đã nướng sẵn, chia miếng để lát nữa chúng ta sẽ phủ lên trên. Vậy để cuộn được cơm thì chúng ta cần phải chuẩn bị những dụng cụ như thế nào vậy? Đầu tiên là chúng ta phải có một chiếc mành chuyên để cuộn cơm. Thứ hai là chúng ta sẽ đeo bao tay để cho cơm không bị dính vào lòng bàn tay. Và tiếp theo là một con dao phải thật sắc để những cái lát cắt cơm cuộn được sắc cạnh. Như vậy là các nguyên liệu chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Thế thì bây giờ bắt đầu vào làm chưa ạ? Vâng, bây giờ bắt đầu thì mình sẽ tiến hành làm cây cơm cuộn Take này. Đầu tiên chúng ta lấy lá rong biển cắt làm đôi, để so với mảnh cuộn cách ra khoảng tầm độ 2 cm. Đó. Để lát nữa chúng ta cuộn sẽ được dễ hơn. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy một lượng cơm khoảng 70g cơm để trải lên miếng lá rong biển này. Sau khi chúng ta đã rải cơm đều lên lá rong biển thì chúng ta sẽ đặt nhân vào chính giữa lá rong biển. Nhân bao gồm cá hồi, bơ, dưa chuột. Sau đó chúng ta cuốn vào chặt tay. Tiếp theo, chúng ta sẽ phủ bơ và lươn lên phía trên cây cơm cuộn. Thì bơ chúng ta sẽ thái lát thật mỏng để còn phủ kín được mặt trên của cây cơm cuộn. Sau đó chúng ta sẽ cắt cây cơm cuộn làm 8 phần, bày lên trên đĩa, rồi chúng ta đặt những cái miếng lươn đã được cắt vuông lên trên từng miếng cơm cuộn. Sau đó chúng ta cho thêm một chút sốt lươn lên để cho cây cơm cuộn thêm hương vị đậm đà. Chúng ta cho thêm một ít vừng để cây cơm cuộn được có vị bùi thơm hơn. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đề co một chút mùi tây, một bông hoa để cho món ăn thêm phần bắt mắt. Vâng, trong món này tuy là đơn giản nhưng mà thực sự là đòi hỏi người làm phải cầu kỳ, tỉ mỉ, khéo léo và phải thêm phần sáng tạo nữa để món cơm cuộn trông sẽ hấp dẫn hơn. Như vậy là cây cơm cuộn đã hoàn thành. Mời Thu Hiền và quý vị khán giả cùng thưởng thức.
khi ăn miếng cơm cuộn take, thì Hiền cảm nhận rất là rõ hương vị ngon ngọt thanh của hải sản kết hợp với nước tương của Nhật Bản, tạo nên một hương vị vô cùng độc đáo. Với cách chế biến đa dạng, trình bày bắt mắt và hương vị độc đáo, thì Thu Hiền nghĩ rằng món cơm cuộn take sẽ là một lựa chọn vô cùng thú vị dành cho những dịp cuối tuần, hoặc chỉ đơn giản là sự thay đổi khẩu vị cho những thực khách Việt Nam.